khoảng 300 ngàn đồng là có một cái thẻ nhớ 64GB lưu trữ được video 4K chất lượng cao rồi. Nhưng ở thập niên những năm 1950 ấy, bạn sẽ phải chi 80 triệu đồng để mà lưu trữ 1 giờ video. Với điều kiện là bạn phải có một cái máy quay trị giá khoảng 15 tỷ đồng nha. Chú thích lại một tí thì cái giá mình nói là cái giá điều chỉnh lạm phát theo bây giờ. Còn giá gốc hồi xưa là khoảng 50.000 đô la cho một cái máy quay và khoảng 300 đô la cho một giờ lưu trữ video. Mà hồi đó thì xe hơi đâu đó khoảng 1.500 đến 2.000 đô la một cái. Có nghĩa là một cái camera nó sẽ bằng khoảng 20 cho tới 30 cái xe hơi. Nói đến đây mới thấy mấy cái video hồi xưa nó giá trị dã man ha. Mình search Google thì thấy có mấy phim tài liệu về Việt Nam quay năm 50, 60 thì ok, mấy cái người quay phim tài liệu đó nhiều tiền. Nhưng mà đáng nói hơn á, là có mấy người quay phim gia đình, quay video gia đình năm 50. Wow, dân Việt Nam giàu dữ, ăn chơi dữ. Nên hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề công nghệ tạo ra video thời xưa, tạm gọi là lịch sử đi. Thì càng nghiên cứu cái chủ đề này thì mình càng thấy cảm thấy trân trọng những cái thứ mà mình đang có. Đấy, cảm ơn những sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cảm ơn những người kỹ sư, những cái nhà sáng chế, những cái nhà khoa học. Cảm ơn đảng, nhà nước, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn Đa Cò Mơ đã tài trợ cho video này, người phụ nữ quyền lực để giúp cho mình có nhiều thiết bị để review cũng như là nhiều thời gian để làm video cho anh em xem. Ok, nhớ subscribe nha. Bàn mày cái máy cái... Phim thì khá là đơn giản, cơ bản là chúng ta chỉ cần chụp một bức ảnh hai chiều, chiều ngang và chiều dọc, sau đó cho nó hằn lên một cái tấm gọi là tấm phim, thì cái tấm phim đó lưu trữ hình ảnh. Và khi bạn chụp nhiều cái tấm phim, sau đó chiếu những cái tấm phim đó thì chúng ta sẽ có gọi là motion picture, là những cái hình ảnh chuyển động. Nhưng video thì khác, video lưu trữ dạng số, nhị phân 0 và 1. Vì vậy đây là một cái quá trình phát triển đặc biệt, qua nhiều giai đoạn cùng với nhiều sự thay đổi đã biến đổi nó hoạt động cách thức giống như ngày hôm nay. Nhưng cơ bản là biến hình ảnh ở dạng hai chiều chuyển thành tín hiệu điện một chiều, sau đó lưu trữ trên mấy cái này ha. Nó lưu trữ tín hiệu và đọc được bằng cái dòng điện một chiều ha. Vậy làm thế nào để có thể biến từ cái tín hiệu ánh sáng đó chuyển thành tín hiệu điện một chiều lưu trữ mà có thể đọc được? Giải pháp thực sự đến từ cái máy phát được phát minh đầu tiên năm 1843 bởi Alexander Bell. Phát minh của ông liên quan đến một máy phát và một máy thu. Mỗi máy có một con lắc và những con lắc đó được đồng bộ hóa với nhau. Có nghĩa là hai máy, một máy phát và một máy thu, nó sẽ được đồng bộ hóa chuyển động. Hai con máy nó sẽ lắc giống nhau. Ở đầu máy phát á, thì sẽ có một cái tấm kim loại dẫn điện và trên đó lượng thông tin mà muốn gửi đi sẽ được viết hoặc là vẽ bằng mực không dẫn điện. Một cây kim điện lướt qua tấm kim loại thì những cái chỗ có sắt để dẫn điện và gửi tín hiệu đến cái đầu máy thu. Đấy, tín hiệu sẽ được gửi ngắt quãng, đó là cái điểm quan trọng. Ở đầu máy thu á, thì người ta sẽ bôi lên trên giấy nhận được á, một cái loại hóa chất, nó sẽ chuyển sang màu sẫm hay là đậm đi khi mà có dòng điện chạy qua. Và tất nhiên lúc này nó sẽ sao chép chính xác những cái thông tin được viết vẽ được lấy thông tin ở bên máy phát từ cái tấm kim loại dẫn điện ở bên máy phát. Nhưng một số người đã gọi ông là cha đẻ thực sự của truyền hình, bởi vì ông là người đã phát minh ra quá trình quét ảnh. Đấy, máy phát quét gửi qua máy thu, nhận vẽ ra. Ý tưởng này là quá trình di chuyển lên xuống của một cái hình ảnh, sau đó chia nó làm nhiều vạch để quét. Nhưng nếu muốn có một cái hình ảnh mà có thể chuyển động được á, có nghĩa là một giây phải có nhiều khung hình á, thì cái tốc độ quét nó phải nhanh hơn nữa. 40 năm sau, vào năm 1884, thì một sinh viên người Đức 23 tuổi đã đăng ký cái bằng sáng chế cho đĩa Nipkow. Và cái ông mà đăng ký cái bằng sáng chế đấy tên là Paul Nipkow. Đĩa Nipkow là một cái đĩa lớn, nó có nhiều cái chấm lỗ nhỏ theo hình xoắn ốc vào phía bên trong. Các cái lỗ nhỏ phía trong nó sẽ giữ cái vai trò quét ảnh, thực hiện cái quá trình quét ảnh. Khi đặt một nguồn sáng phía sau đĩa Nipkow để một số đốt sáng quét qua chủ thể, ví dụ như là một con người, thì từ đó sẽ có ánh sáng phản chiếu từ người đó và ánh sáng này sẽ được một số cảm biến ánh sáng thu nhận và nó tạo ra một tín hiệu điện để chúng ta có thể truyền đi một cái máy thu ở xa. Ở đầu máy thu ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái tín hiệu điện lấy từ cái đĩa Nipkow phát kia để có thể điều chỉnh cái nguồn sáng. Sau đó thì chúng ta đặt một cái đĩa Nipkow bên phía trước để đồng bộ hóa với cái đĩa Nipkow bên kia. Kết quả sẽ là một cái hình ảnh nhận được từ cái máy phát, từ cái đĩa Nipkow quét qua cái đĩa Nipkow phát. Mặc dù là nó chỉ giới hạn ở cái khả năng tái tạo lại hình ảnh, nhưng mà cái kỹ thuật này cũng đã được phát sóng ở một số năm ở trên một số quốc gia như là Anh, Mỹ và một số cái nước khác. Năm 1939 thì gần như TV cơ, nghĩa là TV mà có cái đĩa Nipkow đó, gần như được loại bỏ và được thay thế bằng những cái TV hoạt động hoàn toàn bằng điện. Cụ thể là TV hoạt động bằng ống tia âm cực CRT.
một ống thủy tinh chân không có súng điện tử ở phía sau. Súng điện tử sẽ bắn một chùm electron vào màn hình đã được phủ một lớp phốt pho. Khi bị electron va đập vào, lớp phốt pho này sẽ tạo ra ánh sáng. Kết hợp với việc sử dụng từ trường, chùm tia này sẽ được quét qua màn hình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, và ta có thể thay đổi độ sáng của chùm tia này bằng cách biến đổi điện áp trên một điện cực điều khiển. Về cơ bản là xác định số electron sẽ được gửi ra trong chùm tia tại bất kỳ thời điểm nào để va đập vào màn hình. Nếu chúng ta gửi ra rất nhiều electron thì chúng ta sẽ thu được một chấm sáng, là sáng nhất là màu trắng, còn nếu không gửi thì nó sẽ là màu tối, là màu đen. Tăng giảm với số lượng electron thì ta sẽ có những cái chấm sáng từ tối nhất cho tới sáng nhất, là từ đen tới màu trắng. Bằng cách đó thì TV đen trắng tái tạo cho anh em những cái hình ảnh đen trắng. Còn đối với TV màu thì chúng ta sẽ có phốt pho màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá tương ứng với RGB cho mỗi pixel, có nghĩa là mỗi điểm ảnh chúng ta sẽ có 3 cái điểm phốt pho và tương ứng với lại 3 súng điện tử để có thể xác định độ sáng của mỗi phốt pho, và từ đó thì TV màu sinh ra hình ảnh màu cho các bạn xem. Một cái điều nho nhỏ khá thú vị đấy là cái từ YouTube. Cái từ túp đó chính là cái từ túp trong cái từ CRT, là cái ống tia âm cực đó. À, YouTube có nghĩa là cái ống tia âm cực của bạn, là cái ống của bạn. À. What? Ngày nay thì chúng ta có những cái cảm biến hình ảnh, những cái sensor để có thể tiếp nhận được hình ảnh và nhận được rất nhiều thông tin về mặt ánh sáng. Nhưng mà hồi xưa, khi mà chưa có cái này thì người ta sử dụng ống tia âm cực. Và một trong những thiết kế ống tia âm cực phổ biến nhất là ống tia âm cực dạng Oticon. Cách hoạt động của nó là sử dụng ống kính máy ảnh để hội tụ hình ảnh vào mặt trước của ống Oticon đã được phủ một cái chất quang điện. Vì vậy nó sẽ phóng ra các electron tỷ lệ với ánh sáng chiếu vào nó. Các electron này được chất liệu ống cộng hưởng từ tính và trở lại một tấm kính rất rất mỏng. Khi này thì ta sẽ có một cái phiên bản điện tử của hình ảnh ban đầu trên tấm kính. Chỗ nào có nhiều electron hơn sẽ tạo ra một cái điểm âm mạnh hơn trên tấm kính. Từ mặt sau của ống ta sẽ gửi một chùm tia electron quét qua cái tấm kính. Khi những electron này đi vào, càng có nhiều điểm âm trên tấm kính thì tia sẽ càng phản xạ nhiều hơn. Và do đó, chùm tia phản xạ sẽ được khuếch đại trong ống, sau đó được sử dụng làm tín hiệu, xác định phần nào của hình ảnh sẽ có mức độ sáng như thế nào. Đây là cách mà hình ảnh trên TV được tạo ra và được sử dụng trong nhiều thập kỷ. Điều đáng nói ở đây là không có cách nào để có thể lưu trữ lại video, có thể lưu lại những cái thước phim. Và đây chính là cái lý do, là nguyên nhân mà chúng ta có từ truyền hình. Truyền hình tiếng Anh là television, có nghĩa là nhìn đi xa, nghĩa là truyền hình ảnh đi xa, mà chúng ta không có thể lưu được ở thời điểm này. Ở Bắc Mỹ thì rất là nhiều chương trình được sản xuất ra và có một cái dây cáp đồng trục để có thể truyền tín hiệu hình ảnh đi khắp nước Mỹ. Nhưng có một cái vấn đề là chênh lệch múi giờ. Ở nước Mỹ thì quá rộng lớn, đầu nước Mỹ với cuối nước Mỹ chênh lệch nhau mấy tiếng. Có thể là một cái bản tin ở New York phát ra là lúc 7 giờ tối nhưng mà ở cái đầu bên kia thì phải là 10 giờ đêm. Thì như vậy không thể nào làm được. Nhưng lại là nhưng người ta vẫn có giải pháp, đó là lấy những cái máy quay phim điện ảnh quay vào những cái cuộn phim để quay lại cái màn hình TV để mà lưu trữ lại ở dạng phim vật lý. Sau đó tới cái thời điểm thì chỉ cần scan vô và chiếu lại lên trên TV. Và lúc này thì có thể phát sóng đi bất cứ cái múi giờ nào mà cái nhà đài đó muốn. Nhưng mà có một vấn đề nữa, lại là nhưng. Tới năm 1954 thì cái số lượng phim mà sử dụng cho đài truyền hình thì nó nhiều hơn tổng cộng tất cả những cái phim của Hollywood cộng lại luôn. Và điều này thực sự là rất tốn kém và lãng phí, cho nên chúng ta cần có một giải pháp khác. Và năm 1956 thì máy ghi băng video đầu tiên được ra mắt và thương mại hóa. Nó có kích thước tương đương với một cái bàn lớn hay là một cái piano. Và nó, tất nhiên là nó có giá thành rất là đắt đỏ. Máy này chạy trên một cuộn băng từ tính 2 inch với các cái đầu video quay ở tốc độ là 14.000 vòng trên một phút, nhanh như một cái động cơ phản lực. Đấy, băng từ chính là cái công nghệ đầu tiên để có thể lưu trữ lại dạng video. Và sau này chúng ta có băng từ nhỏ hơn, đó là băng từ VHS. Sau đó thì chúng ta sẽ có DVD, CD. Sau đó thì chúng ta sẽ có ổ cứng, USB. Rồi bây giờ là SSD. Và thời điểm hiện tại thì chúng ta đã quá sung sướng khi mà được sử dụng những cái tinh túy đỉnh cao công nghệ và giá thành rất rẻ, tạo được những video đẹp anh em đang thấy đấy. Video đẹp. Nếu mà khoảng 70 năm trước thì chắc là mình sẽ phải là tỷ phú thì mới có thể quay được một cái video mà nó không đẹp như thế này đâu. Ở phân khúc người dùng phổ thông thì tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng video với lại những cái chuẩn tương đối phổ biến vì giá thành nó rẻ nhưng mà mang lại chất lượng và hiệu năng rất là tốt. Nhưng mà ở tầm phim thì cũng có rất là nhiều người vẫn sử dụng những cái máy quay điện ảnh bằng máy phim để có thể quay phim. Nhưng năm 2012 chính là cái thời điểm mà 100 cái phim doanh thu cao nhất của nước Mỹ chuyển giao giữa cái việc là sử dụng máy phim qua sử dụng máy điện ảnh kỹ thuật số, bởi vì nó có hiệu năng tốt hơn. Thực sự thì những cái tiến bộ về mặt công nghệ, những cái sự phát triển khoa học kỹ thuật này thì
nó chỉ sướng cho người dùng thôi, đó là chúng ta là những người được thừa hưởng công nghệ, được trên tay những sản phẩm giá trị tinh túy và hiệu năng cao, cho nên anh em hãy tận dụng công nghệ để có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách quay video, làm vlog, làm YouTube, làm TikTok ha, tạo ra giá trị đấy, dựa trên công nghệ, dựa trên những cái tinh túy này. Ok, cái đoạn đầu tiên mình có nói là những cái người Việt Nam năm 50 là có thể mua được những cái máy quay 50.000 đô la, chỗ đấy nó hơi hút một chút xíu, không phải như vậy đâu. Thời đó thì đúng là những cái người mà có máy quay phim là giàu thật, phải giàu mới có thể mua được mấy cái phim, nhưng mà họ mua những cái máy quay ra phim á, ra những cái giải phim, thì phim lúc đấy nó rẻ hơn nhiều so với lại những cái máy quay bằng băng từ, bằng điện tử ha, nên là thời đấy thì họ vẫn có thể, Việt Nam vẫn có nhiều người mua được những cái máy quay phim á, giải phim, cuộn phim vật lý ấy. Đấy, máy phim thì rẻ hơn.